Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2022. Chùa Hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho hai hoàn cảnh dưới đây. Gia đình có ba em bị thiếu máu do chị Cúc hỗ trợ là 1 triệu đồng lần thứ 52, và hai ông cháu bé đang do chị Cúc hỗ trợ là 1 triệu đồng lần thứ 38. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn chị Cúc rất là nhiều. Chúc chị Cúc và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, an lạc hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Nam Mô Di Đà Phật. Con cảm ơn cô Cúc đã trao tặng cho con số tiền để con đi tự vợ. Con chúc cô Cúc phải nhiều sức khỏe. Cháu cũng đi đang cũng chúc cô Cúc chấp tiền cho hàng tháng rồi. Ông cháu cảm ơn cô Cúc rất là linh, nhiều giàu sức khỏe. Đại diện chính quyền địa phương xin cảm ơn chị Cúc đã tài trợ cho hai hoàn cảnh khó khăn, xin chúc chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.